Hello, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng xem về một cái tài khoản mà như thông tin bạn chủ ạ chia sẻ lại với mình. Thì bạn chỉ dùng một đạo công thôi, đánh một mùa KVK và được 70 mật kêu. Công nhận là phải mất rất là nhiều thời gian cũng như là chăm chỉ thì mới có thể đánh được một đạo và được 70 mật kêu, đúng không anh em? Và thêm một cái thông tin muốn chia sẻ thêm là mình nghe bạn chủ ạ nói là bạn mới mua con ạc này và chơi mùa KVK đầu tiên đánh một đạo được 70 mq, như vậy là cũng khá là ấn tượng rồi. Tuy nhiên là mình cũng đã chia sẻ trong rất là nhiều live là cách đánh một đạo hay là hai đạo, ba đạo thì nó phụ thuộc vào lực của anh em nha. Nhưng mà nếu như mà boss mà đánh một đạo thì cái đó là không thể chấp nhận được nha anh em. Còn mem thì khác, anh em có nhiều tăng tốc, nhiều red, anh em có đủ tướng, đủ gear thì anh em đánh nhiều đạo. Còn không đủ tướng, đủ gear, không nhiều tăng tốc các thứ thì có thể đánh một đạo. Cái chuyện mem đánh một đạo hay nhiều đạo nó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà boss mà đánh một đạo là cái chuyện không chấp nhận được. Còn video ngày hôm nay anh em mình đang xem là về mem, về một người chơi ít nạp hoặc là không nạp, chứ không phải là boss gì hết nha anh em. Rồi mời anh em vào video và xem của mình nha. Con ạc này bạn chủ ạc mua với giá là 5M anh em ạ. Để cho anh em có thông tin để tham khảo thêm. VIP 16 với số ngày đăng nhập liên tục là 1192 ngày. Mức sức mạnh là 63 triệu sức mạnh, đang sử dụng đế chế Ottoman. Và điểm tiêu diệt là 2 tỷ 6 nha anh em. Ở đây thông tin kill nó thay đổi khá nhiều, vì lúc trước bạn chủ ạc mua thì cái kill T4 và kill T5 nó khá là thấp. Cộng trừ nhân chia một hồi thì mình thấy là đúng là đủ 70 mà kill thật anh em ạ. Rồi tiếp đến với thêm một chút về thông tin chi tiết. Con ạc này có mức sức mạnh tối đa là 71 triệu, như vậy là chết khá là nhiều rồi. Chết ở đây là 12, gần 13 triệu lính nè. 63 triệu thì... hết lính rồi em ạ. Còn 1 triệu tư lính thôi. Trong đó lính cung là 223k, lính cung T5. Còn lại cung T4 thì cũng khá là nhiều, may là có T4 nữa, thế nên là đủ lính đánh phiêu. Chứ nếu mà full T5 thì 63M chắc không đủ anh em nhỉ. Rồi 1 triệu tư lính, một số lượng lính rất là hạn chế. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ xem chi tiết hơn. Ở đây đang sử dụng là cái nhà Tokabi nhé anh em. Nhà chuyên về cung, nền văn minh Ottoman cũng chuyên về cung. Con ạc này chơi chuyên cung nhé anh em. Mình thấy tướng cung mát khá là nhiều. Đây thì có một nhà Tokabi và mình thấy là không đổi thêm một cái skin nhà nào nữa nhé anh em. Đúng không? Ừ đúng rồi nè. Không có thêm một cái skin nhà nào hết. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ xem một chút về kho. Red ngoài thì thấy cũng không còn nhiều nữa rồi. Và red trong kho cũng tương tự như vậy luôn. Tăng tốc thì còn nhiều phết đấy anh em ạ. Kể mà lực đánh đạo hai đạo thì tăng tốc từ này là đánh cái nào hết anh em. Bất tử rồi. Ok anh em mình sẽ xem một chút về gear nha. 1, 2, 3, 7, 4, 11, 15, 16, 17, 18, 19 món trang bị cam. Như vậy là anh em có thể thấy được 1000 ngày chơi game mà 19 món trang bị cam thì nó không nhiều đúng không anh em. Và gear thì anh em thấy là hầu hết là dồn về cho cung hết rồi. Ở đây sẽ có bao nhiêu món nổ tài năng đặc biệt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À đây là lý do vì sao bạn chủ ạc nói với mình là sau khi mua ạc xong thì dồn hết nguyên liệu với lại gear, trang bị mạnh các thứ để úp cho lên một đạo mạnh. Có nghĩa là úp đạo mạnh là đạo đây nè anh em ạ. Một đạo gia các lượng gần như là full tài năng. Ủa hình như là nó full tài năng đặc biệt luôn rồi. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì như vậy nó rất là lãng phí. Bởi vì con ạc này lúc nãy mình cũng có xem về tướng rồi. Mình có xem trước về tướng. Thông thường thì ạc thì mình không xem về tướng đâu. Nhưng mà mình thấy khá là tò mò nên mình xem trước anh em ạ. Bởi vì chủ ạc nó đánh một đạo được 70 mq nên là mình tò mò quá mình xem trước rồi mình mới làm video review. Nói chung là cũng mới xem trước cách đây khoảng 2 phút thôi anh em ạ. Thì như này nó rất là phí, bởi vì con ạc này mình thấy có thể chơi được tới 3 đạo cung rồi nè mà. Nhưng mà chắc có lẽ lý do về tài nguyên không đủ, thế nên là chủ ạc không đánh. Với lại gear thì nó chỉ đủ có 2 đạo thôi. Borica với lại gia cái lượng mình cũng không thể đánh được 2 đạo cung. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn nên build gear, vẫn nên lên gear cho 3 đạo cung thì mình nghĩ là nó vẫn tốt hơn nhé anh em. Vũ trang thì anh em mình sẽ xem trong một kết hợp tướng luôn nha. Ngoài đây thì tượng cam chắc chắn là hết rồi, vì thấy bạn cũng úp tượng khá là nhiều rồi cho tướng. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem về dàn chỉ huy. Gia các lượng là có full một set cam và full tài năng đặc biệt. Tuy nhiên là anh em thấy được là nó khá là phí đúng không anh em. Khá là phí nếu như mà chia ra cho 3 đạo. Gia các lượng Boudica và Herman đi chính là anh em sẽ có 3 đạo cung để đánh open field. Ở đây anh em thấy được gia các lượng nó giết 54 mq nhé anh em. Như vậy là cũng khá là nhiều rồi. Tiếp đến thì là
sẽ để cây tài năng cho anh em xem luôn nha. Rồi tiếp đến thì là vũ trang đi. Trang thì cũng không có gì đặc biệt, cũng được, đẹp rồi anh em ạ. Boudica cũng phun một set ca, một món phụ kiện tím. À, tài năng mình thấy rất là nhiều anh em nhắn tin hỏi mình về cây tài năng của tướng, thì thực sự nó rất là dễ anh em ạ. Mình làm video thì đa phần là mình cũng sẽ đa phần là những con tướng mình đều có làm video hết rồi. Thế nên là anh em chỉ cần search, tìm bấm từ khóa là tên chỉ huy rồi tìm trên kênh UV mình là nó sẽ có hết nhé anh em. Kể cả talent của boss đang sử dụng cũng có luôn. Ở đây thì mình thấy có đánh phụ thêm một đạo Alex nữa, nhưng mà Alex thì tắt thôi, để cho đẹp rồi anh em ạ. Herman thì một bộ gear cam, à cũng không phải cam, một bộ gear xanh, mình nhìn lộn anh em ạ, một bộ gear xanh, xanh trắng khá yếu luôn. Thế nên là để dùng gear cho con gia các lượng, mà cuối cùng là thay vì lên ba đạo full cam thì đánh nó vẫn sướng hơn anh em ạ. Rồi anh em thấy được sơ sơ ở đây là mát cả con tướng thống đốc mới luôn nhé anh em. Asus 23, à, Duy nè, đó con hàng này chơi chuyên cung khá nhiều. Rồi anh em mình sẽ xem tổng có bao nhiêu con tướng cung mát nhé, con tướng cam mát đi. 2, 4, 6, 7, 9, mát Mina nè, 10, 11 nè, chủ cũ nạp là mát Mina, 11 con tướng cam mát nhé anh em. Như vậy anh em thấy được là tướng nó cũng rất là hạn chế, không mát nhiều, nhưng mà ở đây mát được 3 con cung meta rất là mạnh. Nó giống như kỵ vậy, anh em chơi kỵ thì anh em cũng mát được mấy con kỵ meta, còn chơi chuyên cung thì sẽ mát được những con cung chuyên về meta nhé anh em. Gia cát lượng thì hồi nãy xem rồi thì là không có kéo man nhiều. Xem một chút về con gì nữa nha. Như vậy là con ạc này kéo man không nhiều anh em ạ. Không kéo man nhiều đâu. Rồi, về gear thì thực tế là chủ ạc sẽ đánh được hai đạo nhá anh em. Thực tế là sẽ đánh được hai đạo. Con Herman, thông tin về con Herman là nó được triệu hồi vào ngày 2 tháng 1 năm 2024 và thời gian thức tỉnh của nó là ngày 1 tháng 2 năm 2024. Như vậy là từ đầu năm 2024 tới bây giờ là chủ ạc chơi được một mùa KVK. Bây giờ là sang tháng 3 rồi. Đó. Và một mùa KVK thì con Herman này nó giết 36 triệu lính nha anh em. 36 triệu. Vậy là con có khả năng là con Herman kẹp với con gia cát lượng. Thì kêu con gia cát lượng nó cũng tăng lên rất là nhiều nè anh em. Ngoài ra thì mình thấy chủ ạc cũng có đánh thêm đạo là Boudica đi chính nha anh em. Boudica. Hai xuất con này thì mới có 3 triệu thôi. Tướng mới nó mới có 3 triệu thôi nha. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem về cái cách kết hợp tướng. Chủ quạt sẽ đánh một đạo như thế nào mà có thể kiếm được 70 MQ nha. Đây là một đạo đầu tiên là gia các lượng với lại Herman. Con Herman một mùa anh em thấy được là nó đã giết hơn 30 MQ rồi. Tiếp đến thì là đánh một đạo phụ thêm, đó là Boudica với lại Osset. Nhưng mà con Osset thì anh em nấy anh em cũng xem là anh em cũng thấy nó chỉ giết được có 3 MQ thôi. Cho nên kill phần lớn mình nghĩ là sẽ đến từ đạo gia cát lượng với lại Herman, đánh một đạo là chính. Rồi nhân tiện thì cũng có một ạc đánh chuyên về cung và mát cũng khá là nhiều tướng cung. Nếu như mà anh em muốn tham khảo những đạo cung đánh open field thì mình cũng có ghép sẵn 3 đạo cung như thế này. Có thể nói là cũng tốt nhất ở meta hiện tại rồi. Đạo thứ nhất là Boudica với lại Osset. Đạo thứ hai là gia cát lượng với lại Nebo. Và đạo thứ ba là Herman với lại Duy. Đây là cái cách ghép nối theo quan điểm cá nhân của mình, cũng như là tham khảo và người chơi chuyên cung, cũng như là đã từng review về những ạc chuyên cung. Thì đây là cái cách ghép nối mà mình muốn chia sẻ với anh em. Tuy nhiên là anh em có cái cách ghép nối nào tốt hơn thì anh em cũng có thể chia sẻ hoặc để lại một bình luận ở dưới video nhé. Rồi ở đây thì mình cũng thấy là ngày 3 tháng 3 như vậy là mới đây thôi, là chủ ạc có lấy được thống đốc top 2 nhé anh em. Còn tướng lãnh đạo mới Top thống đốc ăn được event 20 chọc nè. Đây. Rồi em mình sẽ cùng xem một số gói nè, để xem là bạn có mua cái gì hay không nha. Hiện tại mình thấy không mua một cái gì hết. Như vậy là chứng tỏ chủ ạ nạp cũng rất là ít anh em ạ. Nạp cực kỳ ít luôn. Rồi như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem về một chủ ạc. Bạn chủ ạc mới mua con ạc với giá 5M và sau đấy thì đánh một mùa KVK đầu tiên được 70 MQ, đánh một đạo, nhưng mà đa phần là một đạo đó kiếm cũng khá là nhiều kill bon rồi, nhưng mà mình nghĩ là cũng có đánh phụ thêm một đạo Osset nữa. Nhưng mà khi mà anh em mình check kill Osset thì mình thấy là nó chỉ có 3 MQ thôi,
Như vậy chứng tỏ là bạn vẫn đánh chính là đạn da cắt lượng với lại Herman, hoặc cũng có thể là da cắt lượng với dây. Nhiều khi là có nhiều cách ghép nối, nhưng mà đa phần là sẽ đánh một đạo để kiếm đủ 30 mà kêu. Rồi về còn thêm một cái là có chia sẻ về cái cách dồn gear để nâng cho một đạo mạnh, thì mình thật sự là mình không đánh giá cao về cái vấn đề này. Anh em nên để gear để rèn full 3 đến 4 đạo đánh on field, rồi sau đấy anh em sẽ nâng tài năng đặc biệt, thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Còn trong video thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em về cái cách ghép nổ tưởng của ba đạo khung đánh on field mà mình nghĩ là khá là tốt ở thời điểm hiện tại. Và hy vọng là anh em nào có cần thông tin tham khảo về cái cách đánh hai đạo cung hoặc là ba đạo cung thì anh em cũng có thể tham khảo cái video này, cũng có những cái cách game nối khá là tốt rồi. Rồi anh em nghĩ sao về cái tài khoản này thì anh em cũng có thể để lại một bình luận ở dưới video nhé. Và nếu thấy hay anh em nhớ bấm ủng hộ cho mình, xin một like ủng hộ cho mình, một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.